Tuy nhiên chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em tiếp tục với chương trình video để em lên nhanh bác một số mã hàng bên em đang phân phối nhá, em sẽ quay trực tiếp và báo giá cho bác luôn này. Đấy, các bác nào có nhu cầu về hóa thì vui lòng liên hệ trực tiếp em theo hai số điện thoại em đang để trực tiếp ở trên hình nhá. Gọi điện theo hai số ở trên hình để em tư vấn và chốt đơn hàng cho bác. Lưu ý như khi mà các bác mua hàng thì hóa đơn trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Đó là em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like nhá cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất em Rồi mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bao tay lái xe này. Đấy bắt đầu đang vào mùa đông rồi lạnh lẽo rồi thì các bác sắm ngay cho một cái đôi bao tay lái xe này. Đấy các bác hay phải đi ra ngoài đường nhiều này đi làm đi ăn các thứ này. Đấy, mình cần một cái đôi bao tay để giữ ấm này cũng như là các bác trong miền Nam cũng có thể là chống nắng luôn. Đấy đi chơi đi đi phượt này rồi đi du lịch này đi hay lái xe nhiều ngoài đường này mình có một cái đôi bao tay chống tiêu về tia cực tím, Đấy chống nóng này, rồi là giữ nhiệt cho em ok luôn. bao tay đi rất là vừa, vẫn chắc chắn nhá. đó. À, phần bên dưới này thì thiết kế là có phần cao su chống như trượt nhá. có hai cái phần đầu ra đây thì các bác có thể là bấm điện thoại cảm ứng được luôn, rất ok. cái này thì à, nó có phần cao su chống trượt thì các bác à, khi mà các bác lái xe không lo nó bị trượt tay hay nào cả. các bác đi nó rất là thật tay. đây em đi nó rất là vừa này, đó rất ok luôn. cái này là hàng co giãn bốn chiều, free size nhá, nên là tay to đây nhỏ các bác đi được hết luôn, đó có cả phần khóa nhá khóa hãm các thứ này à, đôi này thì hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là 50.000 một đôi cứ lên mãi em sẽ là sản phẩm là cái bao tay lái xe đó. bao tay lái xe nhé các bạn nhé giá bên em đang gửi bác giá sẽ là 50k một đôi này Đấy. bao tay lái xe này bao tay lái xe nhá giá sẽ là 50k cho một cái đôi bao tay lái xe này chỉ có 50.000 thôi rất là đẹp luôn một đôi tay trái tay phải đó đều có phần uh, cao su chống như trượt này rất ok luôn Đấy, thiết kế chắc chắn chất lượng 50k một đôi nhá, đi mùa đông thì ấm, Đấy, bác nào trong nam mùa hè đi thì chống nắng rất ok luôn. 50k một đôi vào tay lái xe nhà con nhé. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác Bác hàng đó là cái bộ tỉa lông mũi này, Đấy, rất là nhiều các bác cần cái bộ này nhá. Sử dụng các thứ rất ok các bác về dùng để tỉa lông mũi nhá. Bình thường hay là các bác hay phải dùng kéo thứ là các bác chọc vào lỗ mũi, các bác tỉa lông mũi rất là nguy hiểm, thì các bác mua ngay cho em cái bộ này về, nó sử dụng rất là dễ dùng, mà cực kỳ an toàn hiệu quả đấy các bác uh, chọc vào chọc cái uh, kéo cái kiếp vào chẳng may nó có chảy máu mũi thứ rất nguy hiểm thì đây con này rất là dễ dùng thôi các bác cứ uh, lừa vào trong lỗ mũi này các bác bấm này bấm cho em đấy, bấm cho em thì nó có cái vòng tròn nó xoay này để nó sẽ nghiến đứt cái lông mũi của bác nhá rất sắc bén luôn cắt rất là ngon đấy chuyên để các bác tỉa lông mũi nhá dành cho cả nam cả nữ được luôn rất hay đấy, tiện dụng giá này thì em sale sập sàn các bác luôn bữa trước cái sản phẩm uh, cái tỉa lông mũi này bữa trước em bên em đang bán là 60 ngàn hôm nay em còn uh, À, về cái lô hàng mới này giá nó tốt thì em sẽ xả kho luôn nhá lên mãi em sẽ là sản phẩm là tỉa lông mũi đấy tỉa lông mũi này à, bữa trước đang bán là 60 k nay em giảm giá xả kho luôn chỉ còn có 30 k thôi 30 k cho một cái tỉa lông mũi này có nhá 30 mươi cho một chiếc tỉa lông mũi này đó rất là hay nói chung là một cái sản phẩm các bác nên mua giá nó hợp lý mà dùng nó an toàn hiệu quả dễ sử dụng quá chất lượng đó. cái này thì các bác có thể vệ sinh thoải mái rất ok luôn chắc chắn chất lượng nhá À, sử dụng dễ, đó, cho vào lỗ mũi là các bác chỉ việc bấm như này thôi. Cứ bấm đều tay, bấm đều tay thế là nó nghiến đứt hết lông mũi thôi nhá. À 30.000 một bộ nhá, 30k, một cái bộ tỉa lỗ mũi ba 30.000 một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, mã hàng đó là cái thuốc diệt kiến dán này. Đấy cứ lên mãi em sẽ cái thuốc thuốc diệt kiến nhá, thuốc diệt kiến. Đấy cái này thì cực kỳ nhạy luôn. Và bên em cũng bán rất nhiều, chắc phải bán đến khoảng tầm chục nghìn lọ rồi, bán siêu khủng khiếp luôn đấy, Giá thì bình dân là rẻ lắm. Hiện tại đi Bên em đang gửi các bác một cái lọ thuốc kiến này với giá chỉ có 10 000 thôi 10 000 cho một lọ thuốc diệt kiến nữa Các bác lấy 3 lọ thì bên em sẽ tính cho bác giá tốt hơn 3 lọ là 20k Đấy, một lọ này một lọ thuốc kiến, một lọ là 10k nhá một lọ 10k Còn các bác lấy 3 lọ Tính cho bác là 20k thôi 3 lọ 20k một lọ 10k Đó, rất là dễ mua luôn Các bác có thể mua các nào nhiều kiến thì mua ba lọ, ít kiến mua một lọ được. Đấy, còn hoặc là các bác có thể mua nhiều hơn. cái này thì nó là thành phần uh, thuốc sinh học đấy, từ mật mía, mật ong, đấy và có uh, hương phấn hoa và phụ da này. Đấy, nói chung là thành phần sinh học rất là an toàn, nên là các bác cứ dùng thoải mái. cái này thì rất là dễ dùng. những cái chỗ nào nhiều kiến, hiện tại kiến này tập trung hoặc là những cái chỗ ổ kiến, hang kiến các bác cứ rõ cho em. cái hay của cái sản phẩm này này là khi nó ăn vào và bắt đầu là nó sẽ không chết ngay đâu các bạn, nó sẽ đi hết về tập trung về hang. Và khi mà đi về hang kiến thì những cái con kiến ở gần đấy thì nó sẽ lại tập trung vào nó nó lại chạm vào nhau thì những cái con kia nó chạm vào nhau thì nó lại thấy cái vị nó ngọt thì bắt đầu nó lại nhấp nhấp với nhau. Nó nhấp với nhau thì khi mà nó đã nhiễm thuốc hết rồi thì một loạt nó sẽ tiêu diệt cả một cái ổ hối luôn. Đấy, chứ không phải là tiêu diệt những cái con ở xung quanh như đâu nhá, nó sẽ tiêu diệt cả ổ luôn. Nghĩa là con kiến nó đi về ổ đấy xong bắt đầu là nó chết một loạt kẻ ổ luôn đấy nghĩa là nó diệt tận gốc luôn nhá diệt tận gốc luôn nên là các bác dùng rất hay cái này em như em dùng từ đầu năm rồi em dùng dùng hết vài lọ cái là từ đợt đầu năm giờ là không thấy con kiến luôn sạch lắm ạ. mà nó rất là hay cái này thì các bác giỏ đi từng sốt ruột nhá lúc đầu còn tầm một hai tiếng đầu nó chưa chết ngay đâu ạ nó phải đến hôm sau cơ là các bác mới thấy là hiệu quả nó như thế nào hiệu quả sang đến hôm sau luôn đấy là bắt đầu là sáng hôm sau là khi mà các bác đi ra là không thấy con kiến ở đâu vì nó chết hết cả ổ rồi Đấy mà nó diệt Khi mà nó đã diệt tận gốc thế thì Cái tình trạng kiến nó xuất hiện trở lại thì rất là khó Cực kỳ ít luôn Đấy. Nói chung là một cái sản phẩm rất thông minh các bác cứ về dùng Và cho em phản hồi Đấy, Sản phẩm như em cũng đã và đang dùng thực tế rồi Em thấy rất là hợp lý nên em đã nhập số lượng về Em bán cho bác Đấy, Mà giá nó bình dân mà Sản phẩm thuốc sinh học rất là an toàn một lọ là 10.000 nghìn thôi nhá và ba lọ sẽ là 20 k lên mã thì em sẽ là thuốc diệt kiến nhá Đấy, thuốc diệt kiến Đấy sản phẩm kéo gà đức này lên mã em sẽ cái cây kéo gà đức nhá kéo gà đức nhá hàng uh, made in uh, germany đấy logo thương hiệu Gai linh cái này về các bác cắt gà cắt vịt cắt thịt cắt xương rất ok cho em luôn kéo cực kỳ sắc bén nhá cầm rất chắc chắn đó con này thì giá bình dân thôi chỉ có là đi uh, 90 mươi ngàn một cây nhá cứ lên mã thì em sẽ là sản phẩm là cái cây uh, kéo gà đức này đấy, kéo gà đức kéo gà đức nhá kéo gà đức nhá cái cây này thì bên em đang bán giá sẽ là 90k cho một cây kéo gà Đức này, chỉ có 90 000 thôi. À, về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả sử dụng nhà bếp cho em rất hợp lý, sắc bén. Đấy, các bác nghe tiếng kéo rồi ok. Cái phần thớ kéo rất là dày này. Đấy, tay cầm này, chắc chắn, dễ cầm. Đấy, nó tạo cái tư thế dễ cầm, có lực hơn nhá. Có phần khóa hãm này. Rồi là một cái hai của sản phẩm nữa là các bác nhìn cái phần răng dưới này. Đấy là nó thiết kế theo dạng là à, nhấp nhô nhô này để khi mà các bác sử dụng các bác có thể dùng cái này các bác đánh vẩy cá à, rất tiện dụng nha các bác có thể đánh vẩy cá cho em rất đâu hay luôn à, giá này thì bên em đang gửi bác giá siêu tốt luôn đấy giá gần như là tốt nhất thị trường luôn 90k một cây nhá cứ lên mãi em sẽ được cái cây sản phẩm lấy cái cây kéo gà đức này đấy, kéo gà đức chắc chắn chất lượng lắm 90.000 cho một cây kéo gà đức nào nhá 90.000 một cây sản phẩm đũa nhật 10 đôi này sản phẩm đũa nhật 10 đôi thì em báo giá luôn bên em đang gửi bác giá sẽ là 40k nhá 40k đây em viết bên đó đọc à, 40.000 nhá 40k đấy, 40k cứ lên mãi em sẽ là sản phẩm là cái đũa nhật đấy, đũa nhật nhá một cái vỉ đũa nhật này thì sẽ gồm có cho bác là 10 đôi đấy, 10 đôi đũa nhật cái này thì chất liệu của nó là từ sợi thủy tinh nên là các bác dùng để yên tâm là không lo nó bị nấm mốc hoặc là cong vênh cái ưu điểm của sản phẩm là không lo nấm mốc và không lo cong vênh nhá thiết kế cực kỳ là chất lượng luôn cái này em cũng đã dùng rồi đấy, các bác cứ mua cho em khoảng tầm bốn năm vỉ về mình thay một loạt cả cái đũa nhà mình đi nhìn thứ nhất nó đồng bộ thứ hai đẹp mà thứ ba là dùng là nó dùng nó chất lượng nhá đây này. đấy à, nhiều bác hỏi đũa này gấp có trơn không thì à, các bạn yên tâm đi đũa gấp cực kỳ ok luôn đũa gấp không trơn đâu nhá gấp rất là ngon cứ ngắm miếng nào là gấp chúng mới đây luôn không trượt miếng nào đâu à, rất là hay à, một vỉ đũa nhật 10 đôi chất liệu là từ sợi thủy tinh nhá đấy, không bị nấm mốc và không bị cong vênh các bạn không bị nấm mốc và không bị cong vênh đũa nhìn rất là sang thiết kế rất là đẹp sang trọng lịch sự nhá một vỉ 10 đôi này với giá sẽ là đi à, 90k nhá, 90 à quên 40k thôi các bác nhá, 40k cho một cái ví đũa nhật 10 đôi nha. 40k một ví. À, máy sấy tóc thì hàng bên shop tiếp tục hàng về này. Máy sấy tóc công suất 3500W các bác sử dụng gia đình con này thì rất hợp lý luôn. À, lên mã thì em sẽ là sản phẩm là cái cây máy sấy tóc nhá, công suất sẽ là 3500W. Con này nó sử dụng điện 220, có hai công tắc nhá, một công tắc chỉnh gió này và một công tắc là chỉnh độ nóng. Đấy, máy chạy cực kỳ khỏe và rất êm. Đấy, nói chung là các bác dùng gia đình cái con này rất hợp lý. Cái công suất này nó là cái công suất à... À, sử dụng gia đình này. Đấy, bình thường là các bác dùng những con công suất lớn ấy thì có khi là, là dùng nó lại hơi lãng phí hoặc là tốn điện, Đấy, hoặc là dùng những cái con mà nó nhỏ quá thì mình sấy nó lại không, không nó không đã Đấy thì nói chung là à, đối với cái sản phẩm này là công suất 3000w là dùng gia đình là hợp lý lắm này. Đấy, công suất vừa đủ để các bác xài nhá, không to quá, không nhỏ quá, vừa ok luôn. Có hai công tắc, một công tắc chỉnh gió và một công tắc chỉnh nóng thì nó có những cái cấp độ công tắc ở đây thì về các bác điều chỉnh hai công tắc nào cho em là xong. Dây nguồn về cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác xài máy chạy khỏe rất là êm có phần uh, uh, đèn nhá có phần đèn uh, hồng ngoại để giúp uh, uh, diệt khuẩn các bác nhá diệt khuẩn rồi là sấy tóc có nhá sấy tóc sấy đồ nói chung là ok sử dụng uh, ngon lành chất lượng mà giá đi hạt rẻ bình dân thôi chỉ có 150 trăm năm ngàn nhá cứ lên mã em sẽ đảm bảo là cái máy sấy tóc nhá máy sấy tóc đang bán bác giá sẽ là 150 k 150k cho một cái cây uh, máy sấy tóc nha chỉ 150.000 thôi đấy 150k một cây lên mã em sẽ là làm là cái cây uh, máy sấy tóc nhá 150k một cây máy xấy tóc này sử dụng nguồn 220 và công suất của nó sẽ là 3.500 w nhá dùng gia đình là rất là hợp lý đấy, thiết kế cực kỳ chắc chắn cầm rất là chắc tay